áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Sáng ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế Rapiron, sức gió tối đa 74 km/h, dự kiến ngày mai đi vào Vịnh Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ, bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa và đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Đến 7 giờ ngày mai, bão ở trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, giữ nguyên sức gió 74 km/h, tốc độ 10 đến 15 km/h, nhưng chệch sang hướng Tây Bắc. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, bão vào Vịnh Bắc Bộ, giảm còn cấp 6, 7 và hướng đến tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hai đài khí tượng Nhật Bản và Hồng Kông đều cho rằng xoáy thuận nhiệt đới trên vẫn đang là áp thấp nhiệt đới và sẽ mạnh thành bão trong những giờ tới. Đài Hải quân Mỹ cho biết gió bão đang mạnh 74 km/h, đạt cực đại 83 km/h khi vào đảo Hải Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, 7, sóng biển cao 2, 4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, sóng biển cao 4, 5m. Trong công điện trưa ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến, kiểm đếm, thông báo tàu thuyền biết hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Rapiron là cơn bão thứ hai trên Biển Đông từ đầu năm đến nay. Cơ quan khí tượng nhận định năm nay bão đến muộn, xuất hiện dồn dập vào tháng 9, 11. Dự báo có 11, 13 bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 5, 7 cơn ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.